ngờ trước báo cáo học tập của quý tử Leon nhà Hồn Ngọc Hà, yếu điểm nào mà khiến mẹ kỳ bò. Lisa, Leon là cặp song sinh nhận được sự quan tâm nhất nhì trong showbiz Việt khi có mẹ là nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, bố là nam thần nổi tiếng Kim Lý. Sức hút của cả hai còn đến từ sự đáng yêu, hoặc bác và đối lập trong tính cách. Nếu Lisa điềm tĩnh, tra dáng chị ba thì Leon lại khá tinh nghịch và hay nhõng nhẽo. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ bản báo cáo hàng tuần của Leon trên trang fanpage in Instagram kèm các hình cảm thán tuần nào đọc báo cáo cũng cười lăn với ông. Theo đó, Leon được nhận xét là một cậu bé ngoan ngoãn, tập trung và tự giác độc nhưng vẫn còn có những sai sót giữa chữ cái và các dấu. Cô giáo của nhóc thì đánh giá bé ngoan, khá tập trung, ghép chữ khá tốt, biết tự giác độc. Tuy nhiên hay lộn chữ bi và đi, quên chữ ch, người. Leon nhớ bài của khá tốt, đã có thể tự đọc trôi chảy. Có điều còn hơi lộn dấu sắc, huyền và chữ bi đi. Dù mới 3 tuổi nhưng hai nhóc từ nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý đã được bố mẹ đầu tư cho học tiếng Việt sớm. Nguyên nhân là vì trước đó, Hồ Ngọc Hà từng cho con trai cả Suvel học tiếng Anh từ nhỏ dẫn đến việc cậu nhóc sau này gặp nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh. Do đó, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đã tiết lộ bản thân đã rút kinh nghiệm từ lần đầu nuôi dạy con, cho Lisa, Leon học tiếng Việt một cách diễn chu, bài bản từ sớm. Được biết, Leon và Lisa hiện đang học tại British International School, tên viết tắt là Bix Hồ Chí Minh, trường quốc tế Anh, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong bốn trường quốc tế Anh tại Việt Nam. Ngôi trường này thuộc tập đoàn North Anglia Education, trong năm học 2019 đến 2020, học phí ở mức 258,3 đến 384,6 triệu đồng năm, tùy vào độ tuổi của trẻ cho lớp mầm non. Ngoài ra còn có phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng, phí an ninh 23,6 triệu đồng. Trước đó, Hồ Ngọc Hà nói rằng, cô muốn các con học tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ. Đây là kinh nghiệm cô rút ra từ việc nuôi dạy Su Belle. Vì các con học trường quốc tế, tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ nên sau này học tiếng Việt sẽ khó hơn. Chính vì thế, Lisa và Leon hiện tại mới 3 tuổi nhưng hàng hồ đã cho học tiếng Việt một cách diễn chu bài bản. Mỗi ngày, Lisa và Leon đều học ghép phần với cô giáo, khi mẹ ở nhà thì tranh thủ ôn tập lại cùng các con. Ngay cả khi đi sang châu Âu nghỉ hè, thăm ông bà nội, Hồ Ngọc Hà vẫn mang theo sách vở tiếng Việt để ôn luyện với con.